Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Đây là video truyện audio, siêu phàm sát thần đô thị cực phẩm y thần tập 4260 đến 4264, tập 4260, ta nghe nói đấu võ vô địch khen thưởng, là một khối nham thần cốt, thiên nữ đại nhân cần khối này thần cốt, ta không thể buông tha, diệp lạc nhi ánh mắt kiên quyết, nàng là trời nữ tìm máu thần cơ duyên, máu thần không tìm được, nhưng lại thám thính được càng đổ tốt, đó chính là thần linh hải cốt lần này đấu võ đại điển hạng nhất khen thưởng chính là thần linh hải cốt là ngày xưa nham thần thiên tôn để lại thần cốt nham thần thiên tôn thần cốt nhìn trời nữ mà nói giá trị to lớn bởi vì thiên nữ trong tay địa hoàng thần thư chính là nham thần thiên tôn đúc nếu như có thể dung hợp nham thần cốt thiên nữ liền có thể hoàn toàn phát huy ra địa hoàng thần thư huy lực nghịch thiên vô địch thiên nữ tình cảnh trước mắt vô cùng nguy hiểm nhâm phi phàm muốn giết nàng nhâm phi phàm quá mạnh mẽ mạnh đến ngoại hạng một khi ra tay thiên nữ cơ hồ không có mạng sống cơ hội nàng muốn đối kháng trừ phi là đem địa hoàng thần thư uy lực bùng nổ đến đỉnh cấp diệp lạc nhi vậy biết rõ một điểm này cho nên cái này nham thần cốt nàng tuyệt đối không thể buông tha đây là thiên nữ mạng sống hy vọng duy nhất nếu như không lấy được nham thần cốt mà nói thiên nữ tuyệt đối phải bị nhâm phi phàm giết chết thiên nữ rất mạnh đáng tiếc nhâm phi phàm mạnh hơn nham thần cốt Diệp thần lông mày nhảy lên một tí, hắn đã sớm hấp thu một giọt nham thần máu, nhưng nham thần thiên tôn hải cốt, nhưng cho tới bây giờ không gặp qua, một giọt máu thần, năng lượng đều như vậy bằng bạc, nếu là nguyên một khối thần cốt, thật không biết có kinh khủng dương nào, thiên cơ động minh dưới, Diệp thần cũng biết khối này nham thần cốt, nhìn trời nữ trọng yếu, như thế nghịch thiên bảo vật, vẫn là do ta tới chấp trưởng cho thỏa đáng, Diệp thần ánh mắt đông lại một cái, theo bản năng vẫn là muốn cướp lấy nham thần cốt như vậy có thể nắm giữ quyền chủ động. Được, Diệp đại ca, để cho ta tới lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu, Diệp Lạc Nhi gặp Diệp thần không chịu đem nhường, trong mắt cũng là thiêu đốt lên chiến ý, cả người linh khí bạo dũng, sông lên thiên vũ, bầu trời hóa thành vàng óng màu sắc, truyền ra từng cơn rồng thần gầm thét, thoáng chốc tới giữa, màu vàng kim màn trời, tiên khí nhô lên, hồng mông cổ khí hội tụ, diễn hóa ra liền thiên điều vạn điều kim long, mỗi một cái kim long, đều có 10 cây móng vuốt phơi bày ra thập toàn thập mỹ, hoàn mỹ khí tượng, đó là cửu thiên thần thuật, long thần phá thiên quyết khí tượng, long thần như ta, phá thiên một kiếm, diệp lạc nhi quanh thân hiển hóa ra long khí, chung quanh thiên điều vạn điều kim long, cũng lấy nàng là trung tâm, nàng thật giống như chính là trong truyền thuyết long thần hóa thân, nắm giữ chư thiên long tộc, theo một tiếng khẽ kêu, hư không biến dạng, thần bí không không lúc nào không chỗ sâu, có năng lượng bằng bạc hạ xuống. Trên không hóa thành một chuôi màu vàng kim cự kiếm, bên trên cự kiếm, hàng tỷ long ảnh vờn quanh, uy mãnh vô cùng, Diệp Lạc Nhi nạn quyết động một cái, vậy long thần cự kiếm, chính là lăng không hướng Diệp thần chém đánh tiếp, một kiếm này là mãnh liệt như vậy, toàn bộ thanh lại vực tập tục, đều bị khuấy động, ở giữa thiên địa, rồng thần gầm thét, tiếng sầm hỗn loạn, rung động người tâm thần, tại chỗ các khán giả, thấy Diệp Lạc Nhi kinh khủng như vậy nhất kích, đều là khiếp sợ, Lạc Nhi, người đây là muốn giết ta. Diệp thần cũng là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới vừa thấy mặt dưới diệp lạc nhi liền bùng nổ mạnh nhất sát chiêu trực tiếp sử xuất long thần phá thiên quyết long thần phá thiên quyết là cửu thiên thần thuật một trong mà trong truyền thuyết cửu thiên thần thuật nhưng thật ra là từ tam thập tam thiên thần thuật bên trong cải tạo ra xuất xứ từ không không lúc nào không hàm chứa thần bí không bất lực tính thời khắc này diệp lạc nhi vùng chém xuống long thần cự kiếm đã mang theo một chút không không thần uy hiển nhiên nàng tinh nhiên khổ tu đã đem cửa này long thần phá thiên quyết, tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, thậm chí đã có thể câu thông không không, cường hãn như vậy sát chiêu. Chỉ cần diệp thần ứng đối hơi lơ là, thì phải sống sờ sờ bị giết chết, diệp thần sắc mặt trầm xuống, vậy là không dám khinh thường chút nào, một tiếng nổ, linh khí nổ, diệp thần trên thân thể, toát ra trói mắt kim quang, đó là luân hồi ánh sáng, tự do rực, mở, chảm thiên cửu kiếm, thánh vương phách giả, diệp thần thúc dục luân hồi huyết mạch, trực tiếp mở tự do rực, giao, thần thánh huy hoàng cánh, ở diệp thần sau lưng mở ra, phía trên lưu chuyển ngàn vạn phù văn cổ xưa, ở tự do rực lực lượng ra chỉ xuống, diệp thần ngưng phong hóa kiếm, chảm thiên cửu kiếm vung ra, như thánh vương, như phách giả, kiếm khí hung mãnh tới cực điểm, chung quanh các khán giả, cảm nhận được diệp thần hơi thở, nhất thời một phiến xôn xao, đây là luân hồi hơi thở, lúc đầu tên này, chính là luân hồi chi chủ, đám người người biết diệp thần thân phận dối rít phát ra thán phục, tuy nói diệp thần mặt ngoài tu vi, chỉ có bách ra cảnh tầng thứ 9, nhưng tự do cánh chim dương ra mở, trảm thiên cửu kiếm kiếm ý tách thả ra, hắn bộc phát ra hơi thở cùng chiến ý, chỉ sợ so với vậy vô lượng cảnh cường giả, đều phải hung mãnh được hơn, phịch, diệp thần trảm thiên cửu kiếm, hung hăng cùng diệp lạc nhi long thần cự kiếm, đụng vào nhau, hai đạo cực hạn kiếm mang giao hội. Nhất thời nổ lên động trời kiếm khí, thật may cái này võ thần lôi đài, có vững chắc cấm chế, nếu không, hai người giao phong kiếm khí, cũng đủ để đem chu vi ngàn dặm san thành bình địa, Diệp Thần cảm thấy từng cơn cường hãn long lực, không ngừng xâm nhập tới, bước chân liên tiếp lui về phía sau hóa giải, Diệp Lạc Nhi vậy được một hồi to lớn phản chấn, gương mặt hơi trắng bệch, nhưng nàng cố nhẫn nại, thậm chí lắc mình một cái, hóa ra hình rồng, thừa dịp Diệp, Diệp Thần lui về phía sau, một cái long chảo, liền hướng Diệp Thần đầu bắt đi. Lạc Nhi, tại sao phải khổ như vậy? Diệp thần ảm đạm than thở, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới mình lại sẽ có một ngày cùng diệp lạc nhi giao chiến diệp lạc nhi liều mạng như vậy mịch hiển nhiên là vì báo đáp thiên nữ ơn tài bồi nàng biết diệp thần thực lực cực mạnh cho nên từng chiêu tàn bạo như vậy mới có một chút cơ hội thắng lục đạo luân hồi sao 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 hồi sông dài thế gian hiện ra chư thiên vạn giới vạn vật sinh linh thần phục với ta diệp thần nhưng không nghĩ lại liều mạng đi xuống hắn giang hai cánh tay trong miệng ngâm sướng ra cổ xưa thần chú luân hồi huyết mạch hơi thở, lan lan dâng trào, hóa thành một cái sông dài, đây là luân hồi sông dài, có thể hàng phục hết thảy sinh linh, siêu độ hết thảy vong hồn, lục đạo luân hồi Pháp, đã từng xếp hạng thứ nhất 33 thiên hồng mông cổ Pháp, lấy diệp thần thực lực trước mắt, thi triển cửa này lục đạo luân hồi Pháp, có thể nói là đặc biệt muốn gì được nấy, diệp lạc nhi hình rồng thân thể, sông vào luân hồi dài trong mặt sông, nàng long khí, lập tức liền bị áp chế, từ thân rồng khôi phục hình người diệp thần xông dài một quyển lập tức liền đem diệp lạc nhi kéo tới đây ôm vào trong ngực lạc nhi người thua diệp thần nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ cúi đầu nhìn diệp lạc nhi thiếu nữ thân thể mềm mại để cho hắn có chút bỏ không được buông không nghi ngờ chút nào diệp lạc nhi thực lực rất mạnh nhưng tiếc là diệp thần mạnh hơn diệp thần luân hồi huyết mạch uy lực một hiện ra diệp lạc nhi là hoàn toàn không đỡ được diệp lạc nhi bị diệp thần ôm vào trong ngực gò má một hồi đỏ lên cắn răng lại là một hồi không cam lòng cùng ủy khuất, mắt đục đỏ ngầu, Diệp đại ca, là ngươi thắng, ngươi có thể cầm nham thần cốt cho ta sao? Không có nham thần cốt, thiên nữ đại nhân phải bị nhâm phi phàm tiền bối giết chết, Diệp Lạc Nhi điềm đạm đáng yêu ngừng đầu, trong hốc mắt doanh mãn nước mắt, nàng bị thiên nữ ân tình quá nặng, chân thực không muốn nhìn thấy thiên nữ chết đi. Diệp thần yên lặng một tí, thở dài nói, thiên nữ muốn nham thần cốt, kêu nàng đích thân tới hỏi ta cầm dừng một chút, Diệp Thần lại sờ một cái Diệp Lạc Nhi tóc, nói, Lạc Nhi, không nên quá khó cho mình, người cực khổ, nếu như chống đỡ không đi xuống, trở lại bên người ta đi, Diệp Lạc Nhi cắn răng nói, thiên nữ đại nhân ân tình không có trả hết, ta nơi nào cũng không đi. Dứt lời liền đẩy ra Diệp Thần, lau nước mắt nhảy xuống đài đi, trực tiếp rời đi, Lạc Nhi, Diệp Thần thấy nàng đi, trong lòng rất không phải mùi vị, tổng trận chung kết. Luân hồi chi chủ thắng bên lôi đài tài phán trưởng lão tuyên bố sau cùng kết quả lão đại uy vũ diệp thần tiền bối quả nhiên vô địch cũng người cho đánh khóc dưới đài diệp phong và vân lạc thủy đều là nhảy cẫng hoan hô hưng phấn không thôi bọn họ cũng không biết diệp thần và diệp lạc nhi quan hệ còn lấy là diệp thần thực lực cường hãn vô địch trực tiếp cầm diệp lạc nhi đánh được khóc tỷ tê lui trận diệp thần trong lòng trăm cảm hỗn hợp nhưng không có chút nào vui vẻ vậy tài phán trưởng lão đi tới diệp thần bên người chắp tay chúc mừng luân hồi chi chủ, chúc mừng rồi, ngươi giành được đấu võ đại điển, nếu như nể mặt mà nói, xin cùng nhà ta thương hội hội trưởng tụ họp một chút, ai có thể thắng được đấu võ, ai liền có thể gặp mặt thương hội hội trưởng Lữ Sơn, cái này vốn là coi như là ban cho, nhưng, diệp thần thân phận quá tôn quý, quá đặc thù, hắn đi gặp Lữ Sơn, hoàn toàn có tư cách ngồi ngang hàng, đấu võ vô địch khen thưởng, là một khối thần linh hài cốt, vô cùng chân quý. Muốn đến cũng sẽ không bôi nhọ luân hồi chi chủ danh tiếng vậy tài phán trưởng lão mỉm cười, lập tức liền mang theo Diệp Thần rời đi lôi đài, phải đi gặp Lữ Sơn, chuyện cho tới bây giờ, Diệp Thần cũng chỉ có thể như vậy, liền để cho Diệp Phong tại chỗ trở, hắn đi theo tài phán trưởng già đi gặp Lữ Sơn, trong phòng khách quý. Diệp Thần rốt cuộc gặp được Lữ Sơn, ra dự liệu, vị này trong truyền thuyết thanh lại thương hội hội trưởng, thủ đoạn thông thiên nhân vật lớn, bề ngoài nhưng là bình thường không có gì lạ. Chính là một cái tầm vóc to lớn điểm người đàn ông trung niên, vậy không việc gì cái khung, luân hồi chi chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hành hội, hành hội, Lữ Sơn hướng Diệp Thần chắp tay thi lễ, mặt đầy thưởng thức nụ cười, đặc biệt khách khí, Lữ hội trưởng, hành hội, Diệp Thần ôm quyền đáp lễ, nhìn chung quanh, cái này bên trong phòng khách quý mặt, còn có mấy cái trưởng lão, nhưng không nhìn thấy tô rong, liễu hình các người, chúc mừng luân hồi chi chủ, đoạt được đấu võ đại điển hạng nhất, vô địch khen thưởng, là là một khối thần linh di hài, Lữ Sơn cười nói sau đó lại hướng về phía bên ngoài kêu lên người đâu đem đồ vật mang lên phòng khách quý cửa mở ra một cái khá là xinh đẹp cô gái bưng một cái hoàng long bao tơ kim hộp gỗ đàn tử bước liên tục thành thực đi vào người phụ nữ này diệp thần vậy nhận được chính là cái đó liễu huynh liễu huynh gặp được diệp thần sắc mặt cũng là không tốt lắm xem nhưng ở lữ sơn trước mặt vẫn là miễn cưỡng giữ nụ cười đầu ngón tay nhẹ nhàng đem hộp mở ra chỉ gặp trong hộp lụa đỏ làm nền đựng một khối cổ xưa cốt phiến, khối xương kia phiến, phía trên lưu chuyển kim quang, trong phảng phất hội tụ thành mặt đất cùng nham đất đồ đằng, chính là ngày xưa nham thần thiên tôn chết sau đó, lưu lại di cốt, luân hồi chi chủ, đây là nham thần thiên tôn thần cốt, chúng ta thương hội đã đặc thù xử lý qua, thần linh hơi thở đã đổi được ôn hòa, người hoàn toàn có thể yên tâm luyện hóa, Lữ Sơn mỉm cười nói, ngày xưa chín thần trí chí tôn, thần uy vô cùng mạnh mẽ, bọn họ lưu lại thần cốt người bình thường coi như chỉ là ngắm nhìn một mắt đều có thể bốc lên độc thiên uy dính không rõ nhưng thanh lại thương hội thủ đoạn thông thiên lại liền thần linh uy nghiêm đều có thể chậm tách ra lữ hội trưởng ta giá phải trả là cái gì diệp thần nhìn khối này nham thần cốt trong cơ thể nham thần máu cũng là dục dịch hắn biết nếu như có thể dung hợp khối này nham thần cốt hắn lột xác đột phá tất nhiên là to lớn nhưng hắn cũng biết như thế vật chân quý thanh lại thương hội tuyệt đối không thể nào tùy tiện đưa người, coi như thành tựu vô địch khen thưởng, cũng quá mức quý trọng, cái này thần cốt nếu là cho liền thiên nữ, nàng liền có thể ngăn cản nhâm phi phàm sát ý, tập 4261, có thể nói, thần linh di cốt, đủ để ân cố tiên đế, giá trị chân thực quá lớn quá lớn, diệp thần cũng không dám tin tưởng, thanh lại thương hội thật bỏ phải đem nham thần cốt đưa cho hắn, cái này sau lưng, khẳng định khác có giá phải trả, lữ sơn trầm ngâm một tí. Hơi có chút ý vị thâm trường nói, thật ra thì năm nay đấu võ đại điển, hạng nhất khen thưởng là nham thần cốt, ta cũng cảm thấy quá quý trọng, nhưng cái này là giả mẫu ý, ta làm theo thôi." Diệp Thần nói. "Giả dạ mẫu là ai?" Lữ Sơn nói. "Giả dạ mẫu là ta thanh lại thương hội người sáng lập, là một tôn vĩ đại thần minh, cái này phiến thành lại vực, thật ra thì đã từng là phong thần thiên tôn lãnh địa, nhưng sau đó giả mẫu đoạt lại, thành tựu chúng ta thương hội an thân lập mạng địa phương." Lữ Sơn lời nói này rơi xuống chung quanh tất cả trưởng lão còn có liễu hinh trên mặt đều lộ ra kinh ngạc kinh ngạc thần sắc hiển nhiên những chuyện này ở thanh lại thương hội bên trong mười phần bí mật vậy sẽ không hướng ngoại giới tiết lộ nhưng hiện tại lữ sơn trực tiếp nói cho diệp thần rõ ràng cho thấy vô cùng coi trọng diệp thần diệp thần ngẩn ngơ hắn mới tới thanh lại vực thời điểm liền cảm thấy chỗ này và phong thần thiên tôn có liên quan chỉ bất qua hắn không nghĩ tới thanh lại thương hội thật ra thì và phong thần thiên tôn không quan hệ cái này thương hội, là một cái tên là, dạ mẫu, thần minh sáng chế, cái thế giới này, cũng là dạ mẫu tử phong thần trong tay cướp đoạt được địa bàn. Lữ Sơn cười nói tiếp, ta ngày hôm nay gặp được luân hồi chi chủ, mới rốt cục bừng tỉnh hiểu ra, lúc đầu dạ mẫu đại nhân, là muốn đem nham thần cốt tặng cho ngươi, luân hồi uy tuyệt chư thiên, khối này nham thần cốt, tất có thể lớn mạnh ngươi luân hồi khí tượng, Lữ Sơn ánh mắt tỏ ý, liễu huynh liền đem hộp khép lại, Đem điều này đựng nham thần cốt kim hộp gỗ đàn tử, giao đến diệp thần trong tay, diệp thần cầm cái này kim hộp gỗ đàn tử, nhất thời liền cảm thấy vô cùng nặng nề sức nặng, thật giống như bên trong chứa, cũng không phải là một khối cốt phiến, mà là tinh thần mặt đất, vũ trụ thế giới. Lữ Sơn cười nói, luân hồi chi chủ, chúng ta sau này sẽ là bạn, nếu như ta thành lại thương hội, ngày sau gặp nạn mà nói, xin người hãy có thể tương trợ một hai, diệp thần nghe đến chỗ này, trong lòng rét một cái. Thanh lại thương hội cầm nham thần cốt đưa cho hắn, quả nhiên không phải hoàn toàn không giá cao, mà là muốn hắn tương lai hỗ trợ, nếu như ta có thể giúp, nhất định sẽ giúp, diệp thần suy nghĩ một tí, chính là chấp tay đáp ứng, cái này nham thần cốt chân thực quá quý trọng, quá quý trọng, nếu như cứ như vậy bỗng dưng lấy đi, diệp thần trong lòng đều có điểm bất an, lữ sơn đại hỷ, nói, vậy thì cảm ơn luân hồi chi chủ, người yên tâm, chúng ta thương hội nhất chú trọng công bằng giao dịch tuyệt sẽ không để cho ngươi khó xử, cũng sẽ không để cho ngươi làm ra có làm trái chủ tâm chuyện, Diệp Thần nói, vậy thì tốt, đa tạ lữ hội trưởng thông cảm, lữ sơn gật đầu một cái, lại hướng phía ngoài kêu lên, tổ chấp sự, vào đi, tiếng nói rơi xuống, lại có một người cô gái, đẩy cửa đi vào bên trong phòng khách quý mặt, chính là tổ thần giáo giáo chủ phu nhân, đệ nhị yêu cơ biểu tỷ tô rong, tô rong hôm nay mặc trước một bộ màu thiên thanh váy đầm dài, nhìn như lại có điểm thanh thuần cảm giác để cho người trước mắt sáng lên diệp thần rốt cục thì gặp được tô rong tim không khỏi được cuồng loạn liền một tí ở thanh lại thương hội bên trong tô rong chức vị và liễu huynh như nhau đều là chấp sự phụ trách xử lý đối bên ngoài giao dịch công việc liễu huynh thấy tô rong đi vào trong mắt lướt qua một chút tàn bạo cùng chán ghét thần sắc đứa nhỏ chúng ta lại gặp mặt tô rong thấy diệp thần khóe miệng lộ ra biểu tình cười mỉa phu nhân diệp thần mỉm cười thi lễ một cái Lữ Sơn vậy là một bộ cười híp mắt hình dáng, hắn hiển nhiên là biết, Diệp Thần và Tô Dung là biết, thành tựu thanh lại thương hội hội trưởng, dõi mắt toàn bộ thế giới hiện thật, có thể lừa gạt được hắn sự việc, không hề nhiều, Tô chấp sự, từ nay về sau, luân hồi chi chủ chính là ta thanh lại thương hội quý nhân, người quay đầu trước đưa hắn 500 khối thượng phẩm nguyên ngọc, Lữ Sơn cười phân phó nói, ưm, um, hội trưởng, Tô Dung khom người trả lời, 500 khối nguyên ngọc, vẫn là thượng phẩm, đây đối với phổ thông võ giả mà nói, tuyệt đối là một khoản siêu cấp số tiền lớn, cho dù đối diệp thần mà nói, cũng không phải cái gì con số nhỏ, dẫu sao hắn toàn bộ gia tài, cộng lại cũng chỉ 10.000 nguyên ngọc, Lữ Sơn vừa thấy mặt, thì phải đưa hắn 500 nguyên ngọc, ra tay có thể nói là rộng rãi hết sức, đa tạ Lữ Hội trưởng, diệp thần vậy không khách khí cái gì, lập tức liền chắp tay nói cảm ơn, tô chấp sự, ngươi và luân hồi chi chủ là bạn, ta ở ngươi trên mình. Cũng nhìn thấy luân hồi đại khí vận, không bằng chúng ta thương hội nhiệm kỳ kế linh thính giả liền quyết định là ngươi như thế nào lữ sơn cười híp mắt nhìn tô rong nói lời nói này rơi xuống tô rong liễu huynh còn có tại chỗ mấy trưởng lão đều là lộ ra khiếp sợ kinh ngạc thần sắc tô rong nói hội trưởng đại nhân ngươi muốn ta làm linh thính giả lữ sơn gật đầu nói đúng vậy toàn bộ thương hội trừ ngươi ra không có càng người thích hợp chọn liễu huynh tại chỗ hét dầm lên đặc biệt tức giận lớn tiếng nói hội trưởng đại nhân cái này tô rong một chút công lao cũng không có nàng có cái gì tư cách làm linh thính giả ta lấy được rồi mà tổ vô thiên tim là thương hội nói thành lớn như vậy một cuộc làm ăn linh thính giả nên do ta tới đảm nhiệm diệp thần thấy liễu huynh phản ứng lớn như vậy hình dáng trong lòng ngầm thất kinh kỳ không biết cái này linh thính giả là chức vị gì tại chỗ mấy trưởng lão sắc mặt ngưng trọng một cái trưởng lão trầm giọng nói hội trưởng đại nhân liễu huynh chấp sự giành công to lớn ta cũng cảm thấy hẳn do nàng đi lắng nghe dạ mẫu thần dụ lại có một cái trưởng lão nhưng là không quá tán thành nói lữ sư tổ có thể còn chưa có chết chúng ta ở chỗ này thương lượng một chút để mặc linh thính giả không khỏi nóng vội lại có trưởng lão nói thương hội không thể một ngày không có linh thính giả nếu không không thể lắng nghe dạ mẫu dạy bảo chúng ta lại nên đi nơi nào tô dòng liếc mắt một cái liêu huynh ha ha cười nói hội trưởng đại nhân các vị trưởng lão ta không muốn đảm nhiệm linh thính giả nhưng ta cảm thấy Liễu huynh nàng vậy không tư cách đảm nhiệm, Lữ Sơn gặp trong sân ồn ào là một đoàn, trao mày, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, không bằng ngươi tới đánh giá phân xử, ngươi xem ai thích hợp khi chúng ta thương hội linh thính giả, Diệp Thần nghi ngờ hỏi, không biết cái này linh thính giả là, Lữ Sơn nói, cái gọi là linh thính giả, chính là lắng nghe dạ mẫu thần dụ người, dạ mẫu trí tôn cao nhất, không thể bốc lên độc, cho nên cần một cái linh thính giả, đặc biệt lắng nghe nàng dạy bảo, ta thương hội có thể phát triển đến ngày hôm nay, vậy may mà giả mẫu sau lưng chỉ điểm, Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, lúc đầu linh thính giả, chính là cùng giả mẫu câu thông người, giả mẫu nhưng mà cửu thần thời đại thần minh, có thể cùng nàng câu thông, lắng nghe nàng dạy bảo, có thể nói là vô thượng quang vinh, linh thính giả, là câu thông nhân gian cùng thần giới cầu, ở thanh lại thương hội bên trong, địa vị vô cùng trọng yếu, tôn sùng vô cùng, lữ hội trưởng, đây là các ngươi thương hội chuyện nội bộ, ta không tiện nhúng tay. Diệp thần suy tư một hồi, chính là lắc lắc đầu nói hắn vậy đã nhìn ra tô dong và liễu huynh tới giữa mâu thuẫn chính là bởi vì linh thính giả chuyện liễu huynh muốn làm linh thính giả nhưng tô dong phản đối hai người lúc này bất hòa từ bằng hữu thành cừu địch diệp thần tự nhiên đứng ở tô dong bên này nhưng chuyện này dẫu sao là thanh lại thương hội chuyện bên trong hắn sẽ không qua loa nhúng tay lữ sơn nói luân hồi chi chủ ngươi không phải người ngoài không cần cẩn trọng tô dong mắt đẹp vừa chuyển bỗng nhiên mỉm cười cười nói Hội trưởng đại nhân, nếu luân hồi chi chủ không là người ngoài, không bằng liền để cho hắn tới làm giả mẫu linh tính giả, lời nói này ra, toàn trường đều kinh hãi, liễu hình lại là kinh ngạc được tột đỉnh, cắn răng nghiến lợi kêu lên, tô rong, người điên rồi. Linh tính giả hạng trọng yếu, làm sao có thể cho một cái người ngoài, lữ sơn ánh mắt sáng lên, khoát tay ngừng liễu hình, nói, ta nói, luân hồi chi chủ không là người ngoài, dừng một chút, hắn trên mặt chất đầy nụ cười, vẻ mặt ôn hòa hướng diệp thần nói dạ mẫu từng nhiều lần tán thưởng luân hồi nói luân hồi đại lộ chính là chân lý trung cực làm luân hồi chi chủ lên đỉnh đỉnh cấp là được trung kết chưa thần chia cắt loạn thế thành lập cuối cùng trật tự luân hồi chi chủ chính là tương lai vạn thần chủ làm thịt chúng thần chi vương không bằng diệp huynh đệ ngươi làm ta thành lại thương hội linh thính giả như thế nào ta muốn dạ mẫu đại nhân chắc rất muốn gặp ngươi tô rong một phen nhưng là để cho lữ sơn hiểu ra dõi mắt toàn trường bây giờ không có ai, so diệp thần còn có tư cách, đi lắng nghe dạ mẫu thần dụ, bọn họ những người bình thường này, gặp mặt dạ mẫu, đều phải khom lưng khụy gối, như con kiến hôi, nhưng diệp thần không cùng, cho dù đối mặt đêm tối nắm giữ, trong truyền thuyết dạ mẫu trí tôn, hắn cũng có ngồi ngang hàng tư cách, ta cũng cảm thấy, để cho luân hồi chi chủ làm linh thính giả, là chúng ta thương hội vô thượng vinh hạnh, không? Linh tính giả thân phận quá trọng yếu, chuyện này phải thận trọng, liệu hình chấp sự công lao như thế cao, linh tính giả phải là nàng, tại chỗ các trưởng lão, dối rít phát biểu ý kiến, lại tranh dùm beng, có người tán thành, có người phản đối, liệu hình sắc mặt, chính là khó coi tới cực điểm, nhìn về phía diệp thần trong ánh mắt, cũng là mang cửu hận cùng tức giận, linh tính giả có thể được dạ mẫu ban phúc, chỗ tốt cực lớn, nàng cũng không muốn bị diệp thần đoạt đi, lữ sơn thấy tất cả trưởng lão ồn ào ồn ào âm ỉ hình dáng. Nhất thời những mày một cái, lạnh lùng nói, các ngươi đi ra ngoài trước, ta đơn độc cùng Diệp Huynh đệ trò chuyện một chút, tất cả trưởng lão gặp Lữ Sơn sắc mặt âm lãnh, vội vàng dừng lại cãi vả, yên lặng xoay người đi ra ngoài, Tô Rong và Liễu Huynh vậy rời đi, cửa khóa lại, phòng khách quý bên trong, chỉ còn lại Diệp Thần cùng Lữ Sơn hai người, Diệp Huynh đệ. Ngươi thật không muốn làm giả mẫu linh thính giả, truyền thuyết bên trong, giả mẫu là bóng tối ngọn nguồn, là nắm giữ đêm tối thần minh, nàng vốn là có tư cách tấn vị tử thần, ti trưởng tử vong chi đạo nhưng tiếc là nàng sau đó thua ở nham thần thiên tôn dưới quyền hắc ám cùng chết quyền bính cũng bị nham thần thiên tôn cướp đi chuyển đến hải vương ma tôn trong tay lữ sơn thanh âm sâu thẳm ma thần bí hướng diệp thần nói ra cổ xưa bí mật ngày xưa nham thần thiên tôn là ma thần nhất mạch trí cao nắm giữ ma thần nhất mạch thần trí cao khí thiên ma tinh hải chính là pháp bảo của hắn thiên ma tinh hải khí linh hải vương ma tôn lúc ban đầu là thuộc hạ của hắn hắn đánh bại dạ mẫu cướp lấy hắc ám cùng chết đạo thống truyền cho hải vương ma tôn hải vương ma tôn tấn vị tử thần nhưng tự lập môn hộ phản bội nham thần cuối cùng lại bị nham thần trấn áp có thể nói nếu như không có nham thần thiên tôn nói hải vương ma tôn không thể nào tấn vị tử thần nhất có tư cách tấn vị tử thần người là dạ mẫu dạ mẫu là đã từng bóng tối nắm giữ nếu như ngươi làm linh thính giả thấy dạ mẫu là có thể dòm ngó gặp bóng tối bí ẩn, sau này lại đi đối kháng tử thần giáo đoàn, nhất định ung dung rất nhiều, Lữ Sơn ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần, hướng dẫn từng bước, Diệp Thần trong lòng động một cái, cũng là cảm thấy vị này dạ mẫu thần bí cùng mạnh mẽ, nhưng đột nhiên kêu hắn làm linh thính giả, hắn vẫn là khó mà thích ứng, lắc lắc đầu nói, Lữ Hộ trưởng, cái này linh thính giả sau lưng nhân quả, tựa hồ khá là phức tạp, ta không thể tùy tiện dính, đúng rồi, các người trước kia linh thính giả đâu? lữ sơn ảm đạm một tiếng thở dài nói trước kia linh thính giả nhưng thật ra là ta lữ gia sư tổ hắn kêu lữ động huyền đã từng là không không thời không cường giả tham dự chế tạo nhân hoàng thánh đao diệp thần nhất thời kinh ngạc nói nhân hoàng thánh đao là các ngươi lữ gia sư tổ chế tạo lữ sơn nói không phải chính xác mà nói ta lữ gia sư tổ nhưng thật ra là lúc ấy đúc đao đốt lửa đồng tử chân chính đúc đao người là thiên khải trí tôn là hôm nay tử thần giáo đoàn giáo chủ diệp huynh đệ ta biết nhân hoàng thánh đao ở bên trong tay ngươi có lẽ từ ngươi bắt được thanh đao này một khắc kia bắt đầu vận mệnh ngươi liền định trước cùng tử thần giáo đoàn lẫn nhau dây dưa không chết không thôi diệp thần nội tâm đại trấn dù gì nói lúc đầu người ta hoàng thánh đao đúc người lại là tử thần giáo đoàn giáo chủ lữ sơn gật gật đầu nói đúng vậy năm đó thiên khải trí tôn đúc đao thời điểm còn không có sa đọa hắc ám sau đó hắn đúc đao thành công, đã tiêu hao hết tất cả sinh mệnh nguyên khí, bách dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể rơi vào hắc ám, thành lập tử thần giáo đoàn, vị kia thiên khải trí tôn, lại kêu thiên khải tinh, vậy có thể nói là không không lúc nào không bên trong, lợi hại nhất luyện khí sư, diệp thần rốt cuộc biết nhân hoàng thánh đao đúc sâu xa, chỉ cảm thấy như mộng như ảo. Hắn nơi nào nghĩ đến, đúc thanh đao này người, lại chính là tử thần giáo đoàn giáo chủ, Lữ Sơn Sư Tổ Lữ Động Huyền đã từng vậy tham dự đúc đao, là một điểm lửa đồng tử, tập 4262, Lữ Sơn nói, trước đây không lâu, sư tổ ta bắt được hắc ám phủ xuống hơi thở, hắn xuất ngoại điều tra, nhưng cũng không có trở lại nữa, ta hoài nghi, hắn đã bị tử thần giáo đoàn người giết chết, ở lại thương trong hội mệnh bài, cũng là hoàn toàn vỡ vụn nhưng ta trong sâu thẳm cảm giác được, sư tổ ta có thể còn chưa có chết, chỉ là không biết thất lạc ở địa phương nào, à, nhưng bỏ mặc hắn sống chết như thế nào ta thành lại thương hội không có linh thính giả không nghe được giả mẫu dạy bảo con đường phía trước rất là mong manh diệp huynh đệ không bằng ngươi hạ mình làm ta thương hội linh thính giả như thế nào diệp thần trên mày vẫn là nhíu chặt nói chuyện này nhân quả quá phức tạp ta vẫn không thể tùy ý dính lữ sơn gặp diệp thần từ đầu đến cuối không chịu đáp ứng than thở một tiếng hơi có chút thất vọng lại sử dụng một quyển cổ đồ nói diệp huynh đệ ngươi không chịu làm linh thính giả nhưng có thể hay không giúp ta một lần đi hỏi một chút dạ mẫu, sư tổ ta sống chết rơi xuống, cái này bức cổ đồ, phía trên là một bức hắc ám thần bí hình ảnh, vô số thi hài máu tươi chất đống thành trên đỉnh núi, từng cái từng cái chim sơn ca bay lượn, vô số chim sơn ca vây quanh tới giữa, là một người mặc quần áo đen, dáng vẻ thướt tha thiếu nữ hình bóng, hắc ám cùng chết bàng bạc uy nghiêm, hội tụ ở cô gái này trên mình, rõ ràng chỉ là một bức họa, nhưng Diệp Thần ánh mắt thấy thời điểm, nhưng thật giống như thấy được núi thây biển máu cảnh tượng chợt cảm thấy tâm diêu thần trì trong đầu nghĩ đây chính là trong truyền thuyết dạ mẫu lữ sơn nói diệp huynh đệ như thế nào diệp thần sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái lữ sơn kêu hắn đi hỏi dạ mẫu thật ra thì chính là để cho hắn làm linh thính giả lữ hội trưởng ta chỉ giúp ngươi một lần nhưng ta vậy không dám khẳng định có thể hay không thấy dạ mẫu diệp thần nói hắn không có hứng thú làm thanh lại thương hội linh thính giả nhưng có thể ra tay một lần lữ sơn đại hỷ nói diệp huynh đệ đa tạ, một lần là đủ rồi, ta chỉ muốn biết ta gia sư tổ sống chết rơi xuống, diệp thần gật đầu một cái, ngưng mắt nhìn bức họa kia, như vậy phúc tới tâm linh vậy, không cần lữ sơn mở miệng, hắn cũng biết câu thông dạ mẫu biện pháp, hắn nhẹ nhàng xòe bàn tay ra, linh khí hội tụ, tinh thần lực bơm vào đến bức họa kia bên trong, đồng thời dùng luân hồi thánh hồn thiên, bảo vệ mình tâm thần, ung ung, làm diệp thần tinh thần lực, một thấm vào, hắn tâm thần liền kịch liệt vạn vẹo trước mắt cảnh tượng biến ảo ngay tức thì liền bị đẩy vào một phiến bóng tối thế giới bên trong mảnh thế giới này bầu trời cùng mặt đất đều là bóng tối màu sắc khắp nơi chảy xuôi máu loãng mùi máu tanh đậm đà máu loãng bên trong nổi lơ lửng một cái cổ thi thể cùng hài cốt ở phương xa một cô gái đưa lưng về phía diệp thần đứng ở một tòa thi hài núi xương bên trên cả người từng cái từng cái chim sơn ca vây quanh đó chính là diệp thần đang vẽ bên trong thấy hình ảnh hiện tại vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở hắn trước mắt vậy cổ hắc ám cùng chết mãnh liệt kiềm chế hơi thở thiếu chút nữa thì để cho hắn hít thở không thông thật may diệp thần có luân hồi thánh hồn thiên hộ thể cũng không có bị tổn thương gì hắn ngắm nhìn bốn phía liền thấy rất xa phương xa còn đứng sửng sững từng ngọn hắc ám thánh điện cổ xưa xa xưa tiếng ngâm sướng từ rất nhiều thánh điện truyền lên ra tất cả ngâm sướng đều ở đây là hắc ám cầu nguyện là đứng ở thi trên núi chim sơn ca thiếu nữ cầu nguyện Diệp Thần cùng vậy chim sơn ca thiếu nữ, cách nhau khá xa, nhưng lại có thể rõ ràng thấy nàng bóng người, thấy nàng phơi bày ở quần áo đen bên ngoài trắng như tuyết cổ, phía trên nhỏ xíu lông tơ rõ ràng có thể gặp. Cái này chim sơn ca thiếu nữ, dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết dạ mẫu, Diệp Thần kinh ngạc nhìn dạ mẫu hình bóng, muốn nói gì, hỏi Lữ Động Huyền sư tổ rơi xuống, nhưng cổ họng thật giống như bị thứ gì trận lại, nói cái gì đều không nói được, ngay tại lúc này, Diệp Thần đột nhiên cảm thấy luân hồi mộ địa truyền tới dị động, mới mộ bia, lại xuất hiện lay động, đó là vĩnh dạ ma thần mộ bia, thánh quang tiên đế nói qua, vĩnh dạ ma thần là hắn địch thủ cũ, hắn thờ phượng quang minh, vĩnh dạ ma thần thì thờ phượng hắc ám, vĩnh dạ ma thần, chính là hạ một tôn luân hồi đại năng, chẳng lẽ nói, dạ mẫu hơi thở, lại muốn kích thích vĩnh dạ ma thần tỉnh lại, nhưng, mộ bia dị động, chỉ là lay động ngay tức thì, chính là thở bình thường lại, lại không có bất kỳ khác thường chim sơn ca thiêu nữ chậm rãi xoay người lại, một tấm tươi đẹp tuyệt trần, thanh thuần tới cực điểm gương mặt, ngũ quan như trắng nõn, mềm mịn, xuất hiện ở diệp thần trước mắt, thiêu nữ dung mạo, có thể nói tuyệt sắc, ở nơi này phiến hắc ám cùng chết trong thế giới, nàng thật giống như chính là một đóa sạch sẽ hoa, trên mặt không mang theo chút nào diễn cảm, trong trẻo lạnh lùng được bất cận nhân tình, diệp thần không nói gì, nàng nhưng thật giống như biết diệp thần ý đồ, nhẹ nhàng vung tay lên. Một tấm phủ chiếu bay ra, rơi vào Diệp Thần trong tay, Diệp Thần bắt được phù chiếu sau đó, thế giới trước mắt nhất thời vạn vẹo sụp đổ, hắn tinh thần một hồi biến dạng vậy đau đớn, ánh mắt hoảng hốt một tí, định thần vừa thấy, nhưng phát hiện mình đã trở lại thế giới hiện thật, Lữ Sơn đang ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, Lữ Sơn thấy Diệp Thần trên tay, đột ngột nhiều hơn một tấm màu đen phù chiếu, không khỏi được đại hỉ, nói, Diệp huynh đệ, thế nào, Diệp Thần cũng có chút nghi ngờ. Cầm lên phù chiếu vừa thấy, chỉ gặp phù chiếu trên in, minh vô khu, ba chữ, giả mẫu trí tôn không nói gì, chỉ là cho ta phù này chiếu, diệp thần đem phù chiếu đưa cho Lữ Sơn. Lữ Sơn nhận lấy vừa thấy, nhìn chữ viết phía trên, kinh nghi bất định, dù gì nói, minh vô khu. Khó khăn tới nhà ta sư tổ, ngay tại minh vô khu bên trong. Đây chính là một phiến ngày tận thế phế tích vậy thế giới sao, Diệp Thần gặp Lữ Sơn sắc mặt không tốt lắm xem, hỏi, Lữ hội trưởng, cái này mình vô khu rất nguy hiểm sao, Lữ Sơn trầm ngâm một hồi, khoát khoát tay, nói, Diệp huynh đệ, đa tạ ngươi, nếu giả mẫu đại nhân cho chỉ điểm, ta sẽ tự mình điều tra, cũng không lại làm phiền ngươi, ngươi vậy cực khổ, lắng nghe giả mẫu thần dụ, cần phải hao phí đại lượng tinh thần, mỗi lần lắng nghe sau đó, thường thường cần nghỉ ngơi một tháng thời gian, ngươi có thể được bảo trọng thân thể, Diệp thần cười nói, không sao, Lữ hội trưởng, có thể giúp được ngươi liền tốt, Diệp thần tinh thần lực cường hãn hơn nữa lại có luân hồi thánh hồn thiên bảo vệ coi như gặp mặt dạ mẫu tiêu hao vậy không tính lớn hoàn toàn ở hắn tiếp nhận trong phạm vi lữ sơn rất là hào phóng nói diệp huynh đệ ngươi muốn thù lao gì mà nói cứ mở miệng diệp thần trong lòng động một cái nhớ tới tổ huyền đồ chuyện nói lữ hội trưởng nếu như có thể ta muốn hỏi thăm ngươi một người rơi xuống lữ sơn nói ai diệp thần nói là một cái kêu là lục hòa thiền cô gái nghe nói là hạo thiên vực đã từng là thánh nữ tổ huyền đồ sau lưng bí mật, Diệp Thần một người khó mà giải khai, hắn cần lục hòa thiền trợ lực, Lữ Sơn một hồi kinh ngạc, nói, ngươi hỏi thăm nàng làm gì, Diệp Thần nói, ta có chút vô cùng trọng yếu sự việc, muốn cùng vị này lục cô nương thương lượng một chút, Lữ Sơn sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn cũng không biết tổ huyền đồ sự việc, nhưng lại biết lục hòa thiền thân phận đặc thù, lục hòa thiền không chỉ là hạo thiên vực thánh nữ, vẫn là ngày xưa tổ thần vương trí tôn tôn nữ. Có thể nói là thần linh hậu duệ thân phận đặc biệt tôn quý, nếu như là người bình thường, muốn thám tính lục hòa thiền rơi xuống, Lữ Sơn nhất định phải để cho đối phương bỏ ra to lớn tiền đặt cuộc. Nhưng Diệp Thần hỏi thăm, Lữ Sơn tự nhiên sẽ không lại thu lấy bất kỳ lệ phí nào, lập tức liền trầm giọng nói, cái này lục hòa thiền, ở địa phương nào, ta cũng không biết, nhưng ta biết, nàng năm đó và tổ thần vương đi tán sau đó, liền đầu phục đảm nhiệm thiên nữ, ta nghe nói đảm nhiệm thiên nữ là ngươi. Ho, Diệp huynh đệ, Người muốn biết lục hòa thiên rơi xuống, có lẽ có thể đi hỏi một chút thiên nữ, diệp thần sửng sốt nói, thiên nữ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lục hòa thiền rơi xuống, lại còn và đảm nhiệm thiên nữ có liên quan, Lữ Sơn nói, đúng vậy, người vấn thiên nữ cũng biết, diệp thần yên lặng một tí, cau mày, Lữ Sơn nói, diệp huynh đệ, là có cái gì khó nói ẩn, diệp thần khoát khoát tay, nói, không phải, Lữ hội trưởng, đa tạ người đầu mối, Lữ Sơn cười nói, không cần cảm ơn lại thở dài một tiếng, ngươi không chịu làm giả mẫu linh tính giả, cuối cùng là ta thanh lại thương hội tiếc núi, lập tức, hắn mang diệp thần đi ra ngoài, phòng khách quý bên ngoài, tô rong, liễu hinh và tất cả trưởng lão, cũng đang đợi, thấy lữ sơn đi ra, liền khom người thi lễ, lữ sơn lớn tiếng nói, linh tính giả chuyện, cho sau bàn lại, nhưng luân hồi chi chủ, thủy chung là ta trong lòng thích hợp nhất thí sinh, các ngươi tất cả trở về đi thôi, đám người tất cả trong lòng tâm tình, cùng kêu lên kêu ừ nói xong liền xoay người rời đi diệp thần đi theo tô rong đi ra ngoài liễu huynh cũng là căm hận bất bình không biết làm sao rời đi một cái chống đỡ liễu huynh trưởng lão đi theo sau lưng nàng hai người rời đi thương hội sau đó đi tới một cái bí ẩn trong hẻm nhỏ trưởng lão kia trầm giọng nói liễu chấp sự ngươi giành công to lớn chẳng lẽ cứ như vậy cam tâm cầm linh thính giả quyền hành chắp tay nhường cho người ngoài liễu huynh cắn răng nghiến lợi nói không cam lòng vừa có thể như thế nào trưởng lão kia nói không bằng đi mời thị sát tôn giả rời núi dạy bảo dạy bảo luân hồi chi chủ vẫy tiểu tử liễu huynh mắt đẹp chớp động thị sát tôn giả nàng biết thị sát tôn giả đó là thanh lại thương hội sau lưng một tôn cường giả thanh lại thương hội ở bên ngoài làm ăn luôn sẽ có chút mâu thuẫn chỗ mâu thuẫn lúc này liền cần phải có người bảo vệ thương hội lợi ích thương hội bên trong có chuyên môn hộ vệ đội vậy thị sát tôn giả Chính là đã từng hộ vệ đội thống lĩnh, trước mắt đã thối vị bế quan, nghe nói, thị sát tôn giả là vô lượng cảnh hậu kỳ cường giả, đã từng là 10 đại thiên quân lão tổ một trong, tiêu gia lão tổ tiêu tinh hà trong phủ hộ vệ, sau đó, tiêu tinh hà ẩn cư, thị sát tôn giả vậy rời đi tiêu gia, đầu dựa vào thanh lại thương hội, hôm nay, tiêu tinh hà lần nữa là vũ hoàng cổ đế cống hiến, nhưng thị sát tôn giả là không trở về được, thị sát tôn giả binh khí trong tay, cũng là đã từng tiêu tinh hà tự tay chế tạo sát phạt tương đương ác liệt từ ngoài mặt xem thị sát tôn giả thực lực hoàn toàn vượt qua diệp thần nhưng liễu hình chân mày nhưng là khẽ nhíu một cái nói vậy tiểu tử khí vận thâm hậu muốn giết hắn sợ rằng không quá dễ dàng nàng cũng biết diệp thần khí vận cực kỳ bằng bạc muốn chu diệt cơ hồ không thể nào trưởng lão kia cười nói giết người khó khăn nhưng lấy thị sát tôn giả thực lực muốn tổn thương nặng vậy tiểu tử muốn đến cũng là dễ như trở bàn tay chúng ta chỉ cần cho hắn một chút dạy bảo để cho hắn không dám chấm mút linh thính giả vị vậy thì vậy là đủ rồi liễu huynh chồng mắt sáng lên nói không tệ nếu là thị sát tôn giả chịu ra tay liền có thể hung hăng dạy bảo diệp thần vậy tiểu tử ha ha dám đắc tội ta liễu huynh ta nhất định phải kêu hắn trả giá thật lớn thanh lại vực một nơi bóng tối trên núi hoang một người cô gái xuất hiện ở hoang dưới chân núi chính là liễu huynh tiểu nữ liễu huynh cầu gặp thị sát tôn giả tiền bối liễu huynh khom người khom người thanh âm cũng là khá là cung kính kêu lên, nàng tiếng nói rơi xuống không lâu, trên núi hoang, chính là truyền ra một hồi tiếng cười âm lãnh. Chỉ nghe trên núi hắc khí bạo dũng, hội tụ ra một tôn hào hùng bóng người, tràn đầy thị huyết sát ý, đó chính là thanh lại thương hội sau lưng cường giả, đã từng tiêu ra thủ hộ giả, thị sát tôn giả, thị sát tôn giả hơi thở, vô cùng mạnh mẽ, đã đạt đến vô lượng cảnh tầng thứ 8, chính xác tiên đế bước, chính xác tiên đế cấp cường giả khác. Cho dù dõi mắt toàn bộ thái thượng thế giới cũng là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại, cô gái nhỏ, ngươi đến tìm ta làm chi? Thị sát tôn giả ánh mắt mang che lấp, quan sát liễu huynh nói, tôn giả, ta muốn cầu ngươi rời núi, trần áp luân hồi chi chủ vậy luân hồi chi chủ, một cái người ngoài, mộng tưởng hảo huyền lại muốn cướp đoạt linh thính giả ngôi, nhất định phải cho hắn một chút dạy bảo. Liễu huynh quỷ xuống, hướng thị sát tôn giả nói, thị sát tôn giả ánh mắt chớp động, thiên cơ thấy rõ dưới đã là biết được tất cả, cười tủm tỉm nói, ngươi muốn gọi ta ra tay, vậy cũng có thể, nhưng sau này, ngươi phải thần phục với ta, nghe ta sai khiến, ta kêu ngươi làm gì, ngươi thì làm cái đó, không được vi phạm, liễu huynh nghe thị sát tôn giả mà nói, nội tâm đại trấn, nàng cũng không muốn làm thị sát tôn giả nô bộc, ánh mắt chuyển động một tí, liễu huynh ngoài mặt tỉnh bơ, mỉm cười nói, tôn giả, chỉ cần ngươi có thể thay ta giáo huấn luân hồi chi chủ, cũng giúp ta lên làm giả mẫu linh thính giả ta gì cũng đáp ứng, nàng trong đầu nghĩ, chỉ cần mình làm giả mẫu linh thính giả, mai kia quyền hành nơi tay, cũng không cần lại sợ thị sát tôn giả, thị sát tôn giả ánh mắt mang theo một chút nóng bỏng, ở liễu huynh dáng đẹp dáng vẻ trên vòng vo vừa chuyển, cười híp mắt nói, không thành vấn đề, liễu cô nương, ngươi là thương hội lập được ngút trời công lao, lấy được rồi ma tổ vô thiên tim, ta cũng chống đỡ ngươi làm giả mẫu linh thính giả, hộ trưởng đại nhân bị luân hồi chi chủ che đậy. Ta tự mình ra mặt, ở trước mặt hắn đau trần lợi hại là được, liễu huynh mừng rỡ nói, đa tạ tôn giả. Nàng biết thị sát tôn giả quyền cao chức trọng, cho dù hôm nay thối vị bế quan, ở thanh lại thương hội bên trong, cũng là có to lớn quyền nói chuyện, hắn chịu ra mặt ủng hộ, nàng linh thính giả chức vị, liền mười phần chắc chín, giờ phút này, diệp thần đi theo tô rong, trở lại nàng phủ đệ bên trong, ở một tòa lịch sự tao nhã đình nhỏ bên trong, nấu trà tướng uống. Diệp Phong và Vân Lạc Thủy các người, Diệp Thần thu xếp ở nơi khác, người thật không chịu làm giả mẫu linh thính giả sao, Tô rong cho Diệp Thần rót một ly trà, nhẹ giọng hỏi, không được, nhân quả liên lụy quá phức tạp, ta chuẩn bị đi, Diệp Thần dơ lên ly trà, nhàn nhạt hạp một cái, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, hắn chuẩn bị đi gặp hôm nay nữ, hỏi Lục Hòa Thiền rơi xuống, tập 4263, nếu như có thể tìm được Lục Hòa Thiền, cũng giải khai tổ huyền đồ bí mật, vậy thì có thể khôi phục huyền hàn ngọc thân xác thậm chí có có thể có thể phá giải thiên quân phong thần bia hắc ám cấm chế tô rong nghe được diệp thần phải đi nhẹ nhàng than thở một tiếng nhưng cũng không có giữ lại cái gì bởi vì nàng biết diệp thần cũng không thuộc về nàng ngươi sau khi đi cẩn thận một chút kakata có thể muốn giết ngươi tô rong nhẹ giọng nói ca ngươi diệp thần sửng sốt một tí trong chốc lát không phản ứng kịp ngươi quên sao ta xuất thân quỷ vương giới đệ nhất thế gia kakata chính là quỷ vương giới thần vũ trụ man hoàng điện chủ của thánh điện, đệ nhất quỷ vương, hắn thờ phượng trí cao cổ thần, lấy chu diệt luân hồi là nhiệm vụ của mình, hắn sẽ không bỏ qua ngươi, hôm nay hắc ám rối loạn sắp tới, từ thần giáo đoàn làm loạn, thế cục một phiến hỗn loạn, hắn rất có thể thừa dịp hỗn loạn, muốn đối người bất lợi, tô rong nói, diệp thần trong lòng rét một cái, mới nhớ tới tô rong là quỷ vương dưới người, ca ca nàng chính là đệ nhất quỷ vương, ta kêu ngươi đi tới thanh lại vực sau đó. Không nên đánh nghe ta tin tức, chính là sợ thiên cơ tiết lộ bị kakata tra được tóm lại ngươi vạn sự chú ý kakata rất có thể đã từ quỷ vương giới bên trong đi ra tìm cơ hội muốn giết ngươi tô rong giọng vạn phần ngưng trọng nàng không hề muốn diệp thần xảy ra chuyện năm đó nàng chính là bởi vì không chịu chu diệt luân hồi cho nên mới từ quỷ vương giới bên trong chạy ra khỏi diệp thần nói ưm um, ta biết phu nhân đa tại nhắc nhở tô rong ừ một tiếng lại nói ngoài ra ngươi muốn chú ý liễu hinh nàng bởi vì sự tồn tại của ngươi làm không được linh thính giả trong lòng khẳng định đặc biệt thống hận ngươi diệp thần nói được ta sẽ chú ý xem ra mình lại muốn chú ý liễu hinh lại muốn chú ý đế nhà người diệp thần và tô dòng uống xong trà sau đó cũng không có lưu lại quá lâu chính là nói với đừng rời đi trong sâu thẳm hắn bắt được mịt mờ ý định giết người cái này thanh lại vực bên trong có người muốn giết hắn cái này cổ ý định giết người đặc biệt lạnh lùng nhọn người sau lưng tất nhiên thập phần cường đại là đế nhà người vẫn là liễu huynh người đâu liễu huynh thực lực thật giống như không có như thế mạnh mẽ là ai muốn giết ta đế nhà chỉ sợ cũng không loại thủ đoạn này diệp thần nhướng mày một cái ngưng thần đề phòng việc cần kíp trước hay là rời đi thanh lại vực cho thỏa đáng một đường phi hành diệp thần hướng thanh lại vực bên ngoài bay đi nhưng mà đột ngột tới giữa phía trước hư không biến dạng một cái kinh thiên bàn tay hoành kéo một cái phòng cách cổ xưa đao như vậy muốn chém núi trẻ biển vậy, hung hãn vô cùng hướng Diệp Thần chém chết tới đây, Diệp Thần lấy làm kinh hãi, cái này đột ngột chém ra cự đao, khí tức giết hại cực kỳ khủng bố, mang theo một cổ mãnh liệt vô cùng uy áp, lại là chính xác tiên đế cao thủ uy áp, chính xác tiên đế, là vô lượng cảnh tầng thứ 8, khoảng cách chân chính tiên đế, chỉ có một bước xa, loại cấp bậc này cường giả, vô cùng cường đại, lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, đối kháng chính xác tiên đế. Cơ hồ không thể nào chiến thắng mắt xem vậy cự đao vung chém tới, diệp thần thúc giục nắng ban mai gió, người như chim bay vậy, nghiêng người né tránh, suy rồi, cự đao từ hắn bên người chém qua, chém vượt 10 triệu nặng thời không, làm được thiên địa sụp đổ, khí lưu hỗn loạn, khắp nơi nhất thời rơi vào tối mờ, không thấy được quang minh, hì hì, không hổ là luân hồi chi chủ, quả nhiên cường hãn, lại có thể có thể tránh thoát ta một đao, một hồi cười âm hiểm tiếng vang lên, chỉ gặp hư không tan vỡ một cái cả người tràn đầy sát ý người đàn ông, tay nhấc một cái giống vậy sát phạt nóng rực chiến đao, từ trong hư không bước ra, làm người đàn ông này bước ra, thiên địa vũ trụ tựa như đều phải sụp đổ, chính xác tiên đế cấp bậc khí tức cuồng bạo, để cho được diệp thần thần hồn chấn động, người nào, diệp thần con người co giúp lại, sử dụng luân hồi thiên kiếm, nắm chặt trong tay, thật sâu đề phòng, ta là thanh lại vực người mạnh nhất, người có thể kêu ta thị sát tôn giả, tự xưng thị sát tôn giả người đàn ông, giữ tợn cười trong tay chiến đao mũi nhọn còn có trong ánh mắt sát phạt nhuệ khí làm người ta sợ hãi run rẩy là liễu huynh phái người tới diệp thần ánh mắt run lên từ nơi này thị sát tôn giả trên mình bắt được liễu huynh nhân quả đầu mối cũng không có đế nhà nhân quả càng để cho diệp thần cảm thấy khiếp sợ là thị sát tôn giả trong tay đao thanh đao kia mang khí bức người sát phạt dọn ra dọn ra diệp thần liếc mắt liền nhìn ra đó là tiêu gia lão tổ tiêu tinh hà nơi chế tạo đao cái này thị sát tôn giả cùng tiêu ra lại vậy có liên quan là đã từng tiêu ra thủ hộ giả diệp thần thiên cơ thấy rõ dưới lại thấy được rất nhiều đi qua hì hì ai phái ta tới ngươi không cần phải để ý đến ta không giết ngươi chỉ là cho ngươi một chút dạy bảo thị sát tôn giả cười lạnh bỗng nhiên một đao vùng chém ra chính xác tiên đế uy áp ở ngay tức thì bùng nổ đơn giản là nghiền diệt thiên địa chạm phá thời không không thể ngăn trở diệp thần cả người lông tơ cũng ngược lại dựng lên cái này thị sát tôn giả ngoài mặt nói không giết hắn nhưng ra tay nhưng không có chút nào lưu tình cái này một đao bén nhọn như vậy bá đạo tràn đầy giết hại hơi thở nếu như diệp thần ứng đối không cẩn thận lập tức phải bị một đao chém chết vô cùng nguy hiểm chiêu võ linh vũ nham thần vòng bảo vệ nguy cấp bên trong diệp thần sử dụng chiêu võ linh vũ toàn lực thúc giục nham thần máu thần uy ông một tiếng chiêu võ linh vũ biến hóa hóa thành một tòa kim trung cháo vậy vòng bảo vệ vững vàng đem diệp thần thân thể bảo vệ được cái này vòng bảo vệ bên trong, còn hàm chứa trần bia hơi thở, lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, Tranh, thì sát tôn giả chém tới một đao, cuồng bạo chính xác tiên đế mũi nhọn nổ tung, tại chỗ liền đem Diệp Thần vòng bảo vệ chém bể, nhưng hắn đao thế lực lượng cũng bị hóa giải được, Diệp Thần cũng không có bị thương, Vệ Hồn Châu, cho ta chiến đoạt, Diệp Thần cả người tập tục bạo động, lắc người một cái, liền đi vòng qua thị sát tôn giả phía sau, bàn tay thúc dục Vệ Hồn Châu năng lượng hóa ra một đạo màu đen mang mũi tên, bắn về phía người sau đầu, chính xác tiên đế lực lượng, chân thực cường hãn, nếu như chính diện tỉ thí, Diệp Thần cơ hồ không có phần thắng, muốn đánh thắng, trừ phi là đánh lén, Diệp Thần liền muốn mượn dùng phê hồn châu lực lượng, xâm nhập về thị sát tôn giả thần hồn, sau đó sẽ vận dụng thiên địa mẫu nguyên trưởng, hoặc là là nhân hoàng thánh đao, như vậy mới có một chút hy vọng, đem đối phương giết chết, thằng nhóc giỏi, ngươi còn dám đánh lén ta? thị sát tôn giả kinh ngạc cùng tức giận, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ở khổng lồ như vậy cảnh giới tranh lệch hạ, diệp thần lại còn dám đánh lại, còn muốn đánh lén hắn. bất quá, hắn thân làm chuẩn tiên đế cường giả, phản ứng vậy là đặc biệt mau. một tiếng nổ, thị sát tôn giả linh khí bùng nổ, diễn hóa thành một cái mổ máu giết hại kết giới, bảo vệ thần hồn cũng phản kích diệp thần. diệp thần xông vào giết hại kết giới bên trong, nhất thời liền cảm thấy vô biên vô tận giết hại ý niệm như nước thủy triều sông lên tập kích tới, đầu hắn ông ông tác hưởng, tâm hồn một hồi đong đưa, bị buộc được liên tiếp lui về phía sau, giết hại cuồng đao, phá cho ta, thị sát tôn giả một tiếng hết điên cuồng, màu máu sát khí ngất trời, tóc từng cây một nâng lên, quanh thân tiếng sấm chú nói tự minh, điếc tai nhức óc, trong tay giết hại cuồng đao, lăng không chém chết hướng diệp thần, diệp thần hô hấp nhất thời nghẹt thở, liền chuẩn bị rút ra nhân hoàng thánh đao liều mạng, nhưng vừa lúc đó. Một đạo băng hoàng kiếm mang, từ phương xa trong hư không nổ bắn ra ra, một kiếm rơi xuống, đánh vào thị sát tôn giả giết hại cuồng đao trên, tất cả giết hại đao khí, trong nháy mắt mất đi tiêu tán, ở giữa thiên địa, chỉ còn lại băng hoàng kiếm ý, tất cả băng tuyết phượng hoàng, ở trong hư không nổi lên, thần thánh tiếng ngâm sướng, từ xa xôi thời không chỗ sâu chuyển ra, như chưa thần thần minh vọng về, nghiêm túc trang nghiêm, một cái cao cả như thần nữ, ung dung như băng tuyết, minh lệ như bầu trời cô gái từ bầu trời phương xa bên trong xuất hiện, một bước đạp tới, thiên nữ tỷ tỷ, diệp thần thấy người phụ nữ này, nhất thời kinh hãi, cô gái này chính là đảm nhiệm thiên nữ, ở đảm nhiệm thiên nữ bên người, còn đi theo một cái cô gái đổ đen, là diệp lạc nhi, đảm nhiệm thiên nữ phá không tới, một hạ xuống, cuồng bạo băng tuyết ý niệm, liền phong đông cái này phiến thời không, mới vừa vẫn là phách lối cuồng ngạo thị sát tôn giả, lập tức hơi thở ngưng động chất, trong mắt toát ra hoảng sợ thần sắc hàm răng rắc rắc sắt run rẩy đảm nhiệm. Đảm nhiệm thiên nữ, là ngươi, thị sát tôn giả mặt đầy chấn động phố, hắn cho dù là chính xác tiên đế cường giả, nhưng ở thiên nữ trước mặt, cũng là vô cùng bi yếu tồn tại, bởi vì, thiên nữ là chân tránh tiên đế trí tôn, hiện thế võ đạo nhất đỉnh cao tồn tại. Thiên nữ mắt lạnh liếc thị sát tôn giả, lại nhìn xem cách đó không xa hư không xó xỉnh, nói, còn có ai núp ở chỗ nào? Cho ta cút ra đây, thanh âm rơi xuống, liền gặp một người cô gái từ bầu trời trong tầng mây đi ra run lẩy bẩy sắc mặt trắng bệch chính là liễu huynh liễu huynh cắn chặt hàm răng muốn giữ vững đạo tâm ổn định nhưng ở thiên nữ uy áp hạ ngay cả hít thở cũng khó khăn vô biên vô tận sợ hãi cùng kính sợ từ huyết mạch chỗ sâu cuồn cuộn lên quỷ xuống đi thiên nữ thành âm lạnh lùng không mang theo nửa điểm cảm tình liễu huynh thân thể phát run không cách nào khống chế liền trực tiếp quỳ xuống ở thiên nữ trước mặt Thị sát tôn giả cũng không cách nào kháng cự thiên nữ uy nghiêm, vậy ngoan ngoãn quỳ xuống, trên mặt bướng bình khí, sớm biến thành kinh hoàng chấn động phố, diệp thần thấy thiên nữ như vậy vô địch hình dáng, cũng là hơi có chút rung động, xem ra thiên nữ ăn xích diễm tạo hóa đan, thương thế hết bệnh, phá rồi sau đó lập, tiên đế uy áp, càng hơn qua trước kia, luân hồi chi chủ là người ta, các ngươi không tư cách động hắn, thiên nữ mắt lạnh nhìn thị sát tôn giả cùng liễu hình, lãnh đạm nói, thị sát tôn giả và liễu huynh hai người ở trên trời nữ tiên đế huy áp hạ đạo tâm cơ hồ bể tan tành không dám chút nào phản bác ưm um, thiên nữ đại nhân ta sai rồi bướng bỉnh như thị sát tôn giả cũng là lập tức cúi đầu nhận sai liễu huynh cắn chặt hàm răng nhưng là đột nhiên cố lấy dũng khí nói ta không sai đảm nhiệm thiên nữ ta nói cho ngươi nơi này là dạ mẫu trí tôn địa bàn ngươi còn không tư cách ở chỗ này quấy rối thiên nữ cười một tiếng nói được rất tốt ở ta trước mặt, ngươi còn có dũng khí nói chuyện, lá gan không nhỏ, ta không muốn cùng giả mẫu là địch, ngươi vậy không tư cách đại biểu giả mẫu, ngươi liền lắng nghe giả mẫu tư cách cũng không có, ta xem ở giả mẫu mặt mũi, ngày hôm nay bỏ qua cho các ngươi một lần, lần sau các ngươi còn dám động người ta, ta liền kêu các ngươi bằm thây vạn đoàn. Tiếng nói rơi xuống, thiên nữ trồng mắt bên trong, cũng là lướt qua vẻ sát ý, cong ngón tay bắn ra, một đạo kiếm mang bắn ra, phốc xích thị sát tôn giả a à, một tiếng hết thảm cánh tay trái đã bị thiên nữ tận gốc chém xuống cút đi thiên nữ lãnh đạm nói phải 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 đa tạ thiên nữ đại nhân ân không giết thị sát tôn giả ngũ quan vặn vẹo thống khổ che tay cụt cũng không dám ra một chút câu oán hận ngược lại như nhặt được đại xá vậy liền liền khấu tạ thiên nữ ân tình sau đó lật đật mang liễu huynh rời đi diệp thần thấy thị sát tôn giả chạy mất dạng nội tâm cũng là một hồi lo lắng âm thầm thiên nữ như vậy vô địch, liền chính xác tiên đế cường giả, ở nàng trước mặt, đều là heo chó vậy tồn tại, cùng mình sau này phi thăng thiên huyền cảnh, thật có thể cùng nàng đối kháng sao, vẫn là nói, nghe theo nhâm phi phàm an bài, để cho nhâm phi phàm ra tay, trực tiếp giết thiên nữ, đầu xuôi đuôi lót, đứa nhỏ, ngươi không có sao chứ, thiên nữ mỉm cười nhìn diệp thần, dửng dưng hỏi, thiên nữ tỉ tỉ, ta không có sao, diệp thần nhìn trời một chút nữ. Lại nhìn xem đứng ở một bên Diệp Lạc Nhi, tâm tình hơi có chút phức tạp, lại hỏi nói, thiên nữ tỷ tỷ, ngươi làm sao tới, tập 4264, thiên nữ cười nói, ha ha, không phải ngươi kêu ta tới sao? Ngươi cùng lạc nhi nói, ta muốn nham thần cốt mà nói, liền tự mình đến tìm ngươi, cho nên ta tới, vậy nham thần cốt, ngươi còn không luyện hóa chứ, diệp thần sửng sốt một tí, tuyệt đối không nghĩ tới, thiên nữ vì nham thần cốt, lại có thể thật đích thân hạ xuống. Khối kia nham thần cốt, Diệp Thần tự nhiên còn không có luyện hóa, hắn thật ra thì cũng ở đây chờ thiên nữ, chỉ là không nghĩ tới thiên nữ tới nhanh như vậy, còn không có, Diệp Thần móc ra vậy đựng nham thần cốt kim hộp gỗ đàn tử, nhẹ nhàng mở ra, một khối tiên khí bàng bạc, đạo uẩn vô cùng cốt phiến, chính là xuất hiện, thiên nữ trong mắt nhất thời lóe sáng, nếu như nàng có thể bắt được nham thần cốt, liền có thể hoàn toàn phát huy ra địa hoàng thần thư lực lượng. Đến lúc đó, cho dù đối mặt nhâm phi phàm nàng cũng có sức đánh một trận chiến thắng không dám nói nhưng chỉ ít có thể bảo đảm tự thân không chết khối này nham thần cốt có thể cho ta sao thiên nữ thanh âm nóng bỏng nói diệp thần yên lặng bên trong lòng có chút mâu thuẫn hắn biết khối này nham thần cốt nếu là cho liền thiên nữ thiên nữ thì phải một bước lên trời hắn sau này cùng thiên nữ quyết chiến ắt phải càng thêm gian nan nhưng nếu như không cho thiên nữ sẽ bị nhâm phi phàm giết chết diệp thần chân thực không muốn nhìn thấy thiên nữ chết đi trong lòng không ngừng suy nghĩ cân nhắc, hắn tâm lý có thể nghĩ đến tốt nhất kết cục, chính là trời nữ bắt được nham thần cốt, cùng nhâm phi phàm quyết chiến, cuối cùng chiến bại, nhưng bởi vì có nham thần cốt bảo vệ, chỉ là bị thương, cũng chưa chết, sau đó, hắn sẽ cùng bị thương thiên nữ quyết chiến, chiến thắng nàng, đem nàng thu là tiểu thiếp, đây là tốt đẹp nhất kết cục, nhưng kết cục này, chân thực thật đẹp tốt, quá may mắn. Diệp thần cũng cảm giác được mình có chút ý nghĩ hảo huyền, thiên nữ gặp diệp thần còn suy nghĩ, còn lấy là hắn bỏ không được nham thần cốt, liền kéo diệp lạc nhi tay, nhẹ nhàng đem chi giao đến diệp thần trong tay, chỉ cần ngươi chịu cầm nham thần cốt cho ta, ta liền để cho lạc nhi trở lại bên người ngươi. Những lời này nói ra, diệp thần và diệp lạc nhi cũng kinh sợ, thiên nữ đại nhân. Diệp lạc nhi không dám tin tưởng mình lỗ tay, thiên nữ bình tĩnh nói, chỉ cần ta có thể bắt được nham thần cốt, ta liền cho lạc nhi nàng tự do, các ngươi sau này có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ, ban đầu. Thiên nữ đem Diệp Lạc Nhi mang theo thái thượng thế giới, đối nàng có thể nói có ân tái tạo, Diệp Lạc Nhi trên mình cũng là mang nặng nề gông xiềng, là thiên nữ cho nàng gông xiềng, phần này tái tạo ân tình cùng nhân quả, chính là lớn nhất gông xiềng, thiên nữ vậy một mực không cho phép Diệp Lạc Nhi khôi phục tự do, trở lại Diệp thần bên người. Bởi vì, nàng còn có trọng đại sứ mạng, phải đóng do Diệp Lạc Nhi hoàn thành, Diệp Lạc Nhi người mang cửu thiên thần thuật, huyết mạch lại cao quý sau này nếu là lột xác đột phá, đủ để trở thành nàng nghịch thiên trợ lực, nhưng hiện tại, vì nham thần cốt, thiên nữ cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, nàng nguyện ý cho Diệp Lạc Nhi tự do, giải khai tất cả giải tỏa, để cho Diệp Lạc Nhi trở lại Diệp Thần bên người, khối này nham thần cốt, chính là Diệp Thần cho Diệp Lạc Nhi chuộc người tiền đặt cuộc, Diệp Thần nhìn Diệp Lạc Nhi sơ sở động lòng người hình dáng, tim đập bịch bịch, thật ra thì hắn cũng muốn cầm nham thần cốt giao ra, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giữ được thiên nữ tánh mạng không bị nhâm phi phàm giết chết hiện tại thiên nữ lại thả ra ưu đãi như vậy điều kiện diệp thần dĩ nhiên là vô cùng động tâm được thiên nữ tỉ tỉ ta đáp ứng ngươi diệp thần khẽ cắn răng quyết định xong cầm trong tay nham thần cốt hộp ném cho thiên nữ sau đó đem diệp lạc nhi kéo đến bên cạnh mình thiên nữ đạt được nham thần cốt nhất thời đại hỉ lạc nhi tốt lắm người rốt cuộc trở về bên người ta ta sau này sẽ không lại để cho ngươi chịu khổ Diệp Thần khẽ vuốt ve Diệp Lạc Nhi gò má, trong ánh mắt nhu tình vô hạn, "Diệp đại ca, Diệp Lạc Nhi suy nghĩ xuất thần, nội tâm vô tận cảm kích, nàng biết vậy nham thần cốt, giá trị cực kỳ đắt tiền, không thể lường được, Diệp Thần thật nguyện ý dâng ra, có thể nói là giá phải trả to lớn." Dưới sự kích động, Diệp Lạc Nhi vành mắt một đỏ, nước mắt chảy xuống, ôm chặt lấy Diệp Thần, đầu chôn ở hắn rộng lớn trong lồng ngực khóc thút thít, "Nàng trải qua quá nhiều, vậy nhận liền quá nhiều đau khổ." hiện tại mới rốt cục cảm nhận được tự do mùi vị, Diệp thần ôm Diệp Lạc Nhi mềm mềm eo, ở nàng trên chán hôn một tí, nội tâm vậy mười phần thương tiếc, lại là thỏa mãn, sau này, Diệp Lạc Nhi chính là tự do thân, chúc mừng ngươi, Lạc Nhi, người rốt cuộc có được tự do. Thiên nữ thu hồi nham thần cốt, nhìn Diệp Lạc Nhi, thần sắc cũng là hơi có chút phức tạp, nếu như có thể, nàng cũng không muốn buông tha Diệp Lạc Nhi, bởi vì Diệp Lạc Nhi tư chất, thực sự quá tốt nếu là có thể bồi dưỡng tương lai tuyệt đối sẽ là một cái cường giả đứng đầu trước mắt diệp lạc nhi cửu thiên thần thuật long thần phá thiên quyết đã tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh thậm chí trong sâu thẳm có thể cùng không không lúc nào không câu thông đồng tình long thần phá thiên quyết nguyên hình là không không lúc nào không bên trong tam thập tam thiên thần thuật một trong nếu là diệp lạc nhi đồng tình đi sâu vào lĩnh ngộ tam thập tam thiên thần thuật đó đúng là không thể tưởng tượng nổi vận may lớn thiên nữ đại nhân diệp lạc nhi xóa đi nước mắt nhìn trời nữ hồi tưởng lại thiên nữ dọc theo đường đi tài bồi trong lòng cũng là cảm kích nói thiên nữ đại nhân ta tuy trở lại lá bên cạnh đại ca nhưng ta sau này vậy sẽ vì ngươi cống hiến chỉ cần ta khả năng cho phép khả năng cho phép bốn chữ thật ra thì liền tỏ rõ liền diệp lạc nhi thái độ nàng có thể tiếp tục giúp thiên nữ làm việc nhưng sẽ không lại liều mạng nếu như thiên nữ lợi ích và diệp thần lợi ích có mâu thuẫn nàng sẽ ưu tiên đứng ở diệp thần bên này thiên nữ vậy minh bạch diệp lạc nhi ý, than thở một tiếng, nói, tốt lắm, ta biết, chúc các ngươi người, người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc, ta đi. Vừa nói liền muốn rời đi, thiên nữ tỉ tỉ, chậm, diệp thần nhớ tới tổ huyền đồ chuyện, vội vàng gọi lại thiên nữ, làm sao, thiên nữ quay đầu, thiên nữ tỉ tỉ, ta muốn cùng ngươi hỏi thăm một người rơi xuống, người nọ kêu lục hòa thiền, nghe nói đã từng là thủ hạ ngươi, diệp thần vội vàng nói, lục hòa thiên người hỏi thăm nàng làm chi, thiên nữ mắt đẹp đông lại một cái, hiển nhiên cũng biết lục hòa thiền thân phận không đơn giản, thiên nữ tỉ tỉ, nếu như người biết lục hòa thiền rơi xuống, xin cho biết, nàng là ở người nguyện vọng thần giáo bên trong sao? Nếu như lục hòa thiền ở trên trời nữ giáo phái bên trong, vậy thì không thể tốt hơn nữa, vậy lục hòa thiền thân phận vô cùng là đặc thù, xem ở ngươi nham thần cốt phân thượng, ta nói cho ngươi nàng rơi xuống cũng không sao, hơn 10.000 năm trước, ta vẫn là vạn khư thần điện cao tầng người khác đều gọi ta là thiên nữ công chúa vậy lục hòa thiền là ta thủ hạn đắc lực năm đó thái thượng thế giới có một nơi biên giới bị không không ăn mòn ở vạn khư dưới sự chủ trì thế lực khắp nơi cũng phái không thiếu cường giả đi chống cự chỗ kia biên giới tên là minh vô khu lúc ấy lục hòa thiền chủ động xin đi vậy đi trước bảo vệ thiên nữ nói ra cổ xưa nguyên do minh vô khu diệp thần nghe được cái này ba chữ nội tâm một hồi nhảy lên hắn nhớ không lầm hắn lắng nghe dạ mẫu muốn dọ thám biết lữ gia sư tổ lữ động huyền rơi xuống lấy được phù chiếu chỉ thị cũng là minh vô khu chẳng lẽ nói lục hòa thiền cũng ở đây minh vô khu bên trong người cũng nghe qua minh vô khu sao đó là một phiến đã sớm mất vào tay giặc biên giới năm đó bao gồm lục hòa thiền ở bên trong rất nhiều thái thượng thế giới cường giả tiến vào minh vô khu chống cự hắc ám nhưng tiếc là sau đó bóng tối lực lượng vẫn là quá mạnh mẽ Tất cả cường giả đều bị khốn ở bên kia, lại cũng không có tin tức chuyển tới, có thể bọn họ cũng đã chết, thiên nữ thanh âm nhẹ nhẹ nói, cũng đã chết sao, diệp thần giật mình trong lòng, nhưng trong sâu thẳm, hắn nhưng có thể khẳng định, lục hòa thiên còn sống, bởi vì, ở trên tay hắn tổ huyền đồ, nhúng đầy tổ thần vương máu tươi, cái này của tổ thần khí máu, trong sâu thẳm, còn cùng thế gian nơi nào đó, có đồng tình, cộng minh ngọn nguồn, chính là lục hòa thiên, thiên nữ lắc lắc đầu nói, sống chết như thế nào ta cũng không biết, ta đã từng phái Lạc Nhi đi điều tra qua, nhưng tiếc là không có kết quả, ta chỉ có thể nói cho ngươi, Minh Vô Khu Chí Tôn nắm giữ, kêu Vô Tướng Tôn Vương, chính là hôm nay tử thần giáo đoàn ghế thứ 9 hộ Pháp, biệt hiệu Vô Diện Nhân. Vô Diện Nhân, cái này biệt hiệu, Diệp Thần tựa hồ nghe nhâm phi phàm đề cập tới, tử thần giáo đoàn thập nhị tịch hộ Pháp, mỗi một tịch đều là vô cùng cường đại tồn tại, ghế chót tu la, ghế thứ 11 mộc ngẫu, ghế thứ 10 bạo quân, Diệp Thần đều đã gặp qua, cái này vô diện nhân, xếp hạng ghế thứ 9, tu vi thực lực tuyệt đối muốn so với mấy người trước mặt cường hãn, thiên nữ nói, cái này minh vô khu, chính là vô tướng tôn vương cố hương, mười ngàn năm trước hắc ám ăn mòn, thà nói là ăn mòn, ngược lại không như nói là vô tướng tôn vương ý chí, thấm vào trở lại cố hương của hắn, mà hắn đã từng là tộc nhân, vậy nhất định dấn thân vào hắc ám, hôm nay hắc ám tàn phá, rối loạn sắp tới, vô tướng tôn vương chân thân, đều đã hạ xuống vậy phiến minh vô khu có thể nói là tuyệt đối tử địa người bất kỳ đi cũng chỉ có một con đường chết diệp thần nghe xong thiên nữ lời nói không khỏi được trong lòng rét một cái xem ra vậy minh vô khu đích xác là vô cùng hung hiểm coi như lục hòa thiền còn sống muốn đi vào tìm người cũng là khó hơn lên trời thiên nữ nói ngươi muốn đi minh vô khu tìm người mà nói ta không ngăn cản ngươi ha ha chỉ cần ngươi không sợ chết nói lạc nhi nàng biết minh vô khu tọa độ ngươi nếu thật muốn đi, liền hỏi nàng đi, nói xong, thiên nữ cũng sẽ không lưu lại, xoay người đi, nàng hiện tại lấy được rồi nham thần cốt, chỉ muốn mau sớm luyện hóa, Diệp đại ca, ngươi phải đi minh vô khu sao, Diệp lạc nhi kéo Diệp thần tay, thật sâu lo âu, vậy minh vô khu hơi thở, cực kỳ khủng bố, ta trước kia nhiều lần đi điều tra, đừng nói tiến vào, liền đến gần cũng khó khăn, Diệp thần trong lòng trầm xuống, suy nghĩ cân nhắc, đây là... Huyền Hàn Ngọc Thanh âm truyền ra, Diệp Thần, người nhất định phải đi minh vô khu tìm được vậy lục hòa thiền phá giải tổ huyền đồ bí ẩn cái này không ước chừng quan hệ đến đến ta thân thể bí mật còn có thể phá giải ngươi thiên quân phong thần bia cấm chế tổ huyền đồ sau lưng bí mật nhất định là long trời lở đất đã từng tam thập tam thiên thần thuật một trong thiên địa mẫu nguyên trưởng chính là từ tổ huyền đồ bên trong truyền lưu ra nếu như có thể hoàn toàn phá giải tổ huyền đồ bí ẩn diệp thần tiến tới giải khai thiên quân phong thần bia cấm chế vậy không là chuyện không thể nào, Diệp thần ánh mắt đông lại một cái, chính là gật đầu một cái, hướng Diệp Lạc Nhi nói, Lạc Nhi, người trước mang ta đi qua xem xem, bỏ mặc minh vô khu như thế nào nguy hiểm, Diệp thần dù sao phải đi trước xem xem, làm tiếp định đoạt, được rồi, Diệp Lạc Nhi cũng biết Diệp thần tính tình, quyết định phải làm sự việc, liền sẽ không quay đầu, Diệp đại ca, ngươi cùng ta tới, nàng nhẹ nhàng kéo Diệp thần tay, xé ra một cái hư không kẽ hở. Liền dẫn Diệp thần qua lại đi. Một hồi không gian khí lưu xoay tròn sau đó, Diệp Thần đã đi theo Diệp Lạc Nhi, đi tới một phiến thế giới xa lạ, trước mắt là một phiến tơi ám khu vực, không có nhật nguyệt, không có tinh thần, liền một chút đom đóm ánh sáng đều không từng có, chỉ có tuyệt đối hắc ám, một phiến phiến hắc ám vũ khí, bao quanh khu vực này, ngăn cách hết thảy tầm mắt xem xét, nơi này chính là Minh Vô khu sao? Diệp Thần lấy làm kinh hãi, thần niệm thả ra ngoài, muốn theo dõi Minh Vô khu bên trong bí ẩn nhưng cái gì nhân quả dấu vết cũng bắt không tới, vô biên vô tận hắc vụ, bao phủ lại minh vô khu, hắc vụ sôi trào tới giữa, diễn hóa thành các loại vạn vẹo quái đàn cảnh tượng, tàn toái tay chân, thối giữa cục thịt, máu tanh não tủy, ngọa nguội ma vật vân. Vân, những thứ này hắc ám quái đàn khí tượng, xung nhét vào minh vô khu tầng ngoài trong hắc vụ mặt, cảnh cáo bất kỳ mưu toan đến gần người, hắc ám không thể tiếm quyền, bất kỳ dám mạo hiểm phạm bóng tối người đều phải gặp phải bóng tối ô nhiễm cùng chiến đoạt, Diệp đại ca, đây chính là minh vô khu, không có lửa gạt ngươi chứ, nơi này hắc ám khí tức quá kinh khủng, căn bản không cách nào đột phá đi vào, Diệp Lạc Nhi cảm thụ kinh khủng kia hắc ám khí tức, cũng là hơi run sợ, xít sao kéo Diệp thần cánh tay. Thần hy thiên kiếm, phá, Diệp thần rút ra thần hy thiên kiếm, một đạo cực hạn thánh quang tuyệt trảm phá giết ra, thử nghiệm giết phá hắc ám, suy, thần hy kiếm mang đem nồng đậm hắc vụ, biến dạng ra một cái chỗ rách, vô số máu tươi cùng óc ở trong hắc vụ sôi trào, hư không truyền ra nhọn vạn vẹo kêu gào, nhưng hạ một sát, vô biên vô tận hắc ám khí tức, lại đem lỗ hổng kia tràn đầy bổ sung, căn bản không cho Diệp Thần bất kỳ đột phá nào cơ hội, thậm chí, Diệp Thần ra tay, còn kinh động trong hắc vụ quỷ dị tồn tại, mấy cái bụi gai vậy đỏ thắm xúc tu, như thần phạt roi, từ trong hắc vụ rút ra, hung hăng hướng Diệp Thần quất mạnh đi, Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, thúc giục Minh Ngọc Tâm Kinh, diễn hóa ra một cái tinh khiết xanh đậm đất nước, bảo vệ được tự thân, mới đưa những cái kia quỷ dị đồ ngăn chờ.